nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Mới đây, câu lạc bộ sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà đã cho ra mắt công chúng triển lãm Sắc màu thời gian với 124 tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng từ Đông Dương đến đương đại. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đây là một số những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng tại triển lãm Sắc màu thời gian. Hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam từ hàng trăm năm nay như Nguyễn Gia Trí, Phan Kế An, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, các họa sĩ Pháp thời kỳ Đông Dương như Henri Meurice, Jean Monnet và rất nhiều các họa sĩ đương đại tài năng khác đã mang đến một không gian không chỉ đậm chất nghệ thuật mà còn có giá trị lịch sử rất lớn. Mình là một nhà sưu tập trẻ rất là mới, còn phải học hỏi từ rất nhiều các người đi trước. Vì nên là đây cũng là một nơi để những người nhà sưu tập mình đến để học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và làm quen được những người thầy biết cho trong tương lai. Toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại đây thuộc quyền sở hữu của 52 nhà sưu tập là thành viên câu lạc bộ sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà và các nhà sưu tập ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều bức tranh lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Xuất phát từ cái tình yêu nghệ thuật của mỗi người thôi. Và nó như anh em chơi tranh và vẽ tranh vẫn nói là cái duyên. Duyên thì mình có những cái tác phẩm đấy. Thế ở cái triển lãm này thì cũng là một cái dịp sau vài tháng, câu lạc bộ mới có một cái triển lãm quy mô đủ đầy và đa dạng như thế này. Câu lạc bộ sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà đã xây dựng một sân chơi vô cùng bổ ích cho các nhà sưu tập và người yêu tranh. Sắc màu thời gian là cuộc triển lãm lần thứ 7 của câu lạc bộ Ngọc Hà, được tổ chức với quy mô lớn hơn những lần triển lãm trước. Thông qua cái cuộc triển lãm này, chúng tôi muốn là một bức tranh về lịch sử văn hóa, về nghệ thuật của Việt Nam, nhất là trong tranh, và muốn là lan tỏa được tất cả với tới các công chúng yêu nghệ thuật, muốn rằng các thế hệ trẻ sẽ hiểu được về các cái tác phẩm của các qua các thời kỳ từ Đông Dương đến hiện đại bây giờ. Đối với các thành viên trong câu lạc bộ Ngọc Hà, các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là tài sản của cá nhân mà còn chính là tài sản của quốc gia. Chính vì lẽ đó mà các triển lãm do câu lạc bộ mở ra nhằm đưa tinh hoa nghệ thuật tới công chúng theo một cách gần gũi, mộc mạc hơn. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 6 tháng 9 tại không gian nghệ thuật Aqua, 44 Yên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Ngày mùng 3 tháng 9, tức mùng 1 tháng 8 âm lịch, tại đền Nghè, phường Vạn Hương và đền Nam Hải Thần Vương, đảo Dấu, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ dâng hương thượng cờ khai hội lễ hội chọi châu truyền thống quận Đồ Sơn năm 2024. Lễ hội năm nay gắn với kỷ niệm 35 năm lễ hội được phục hồi và phát triển. Tại đây, ban tổ chức lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn cùng các bậc cao niên, các chủ châu tham dự lễ hội đã thực hiện nghi thức dâng hương và thượng cờ chính thức khai hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn 2024. Đây là nghi lễ mở đầu quan trọng với mong muốn một lễ hội thuận lợi, thời tiết thuận hòa, các kháp đấu diễn ra an toàn, sôi nổi, hấp dẫn. Ngoài lễ dâng hương, thượng cờ khai hội, các nghi lễ trong lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn sẽ được Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức theo đúng phong tục truyền thống như lễ rước nước vào ngày 7 tháng 8 âm lịch tại đền Nghè, lễ thần linh vào đêm 8 tháng 8 âm lịch tại đền Nghè và sân vận động trung tâm quận, lễ tống thần vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Thưa quý vị, Tuần Văn hóa Du lịch huyện Mộc Châu năm 2024 với chủ đề Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu với nhiều hoạt động hấp dẫn đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách đến tham dự. Cụ thể, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Đắm say đêm hò hẹn cùng với nội dung công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho 3 di sản, lễ hội cầu mưa của người Thái Trắng, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tiền, nghi lễ mo mường của dân tộc Mường, đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc sắc các dân tộc huyện Mộc Châu, giới thiệu điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới qua các mùa xuân hạ thu đông. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt tuần văn hóa du lịch như hội chợ kết nối tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn, hoạt động cộng đồng đường phố, thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và văn hóa cộng đồng với chủ đề bảo tồn di sản, tinh hoa bản sắc.
Thưa quý vị, mới đây tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Khúc Thừa Dụ, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2024. Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2024 tổ chức nhằm tưởng niệm 1.117 năm ngày mất và tri ân công lao của người anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, người đã có công đầu thiết lập nền móng quyền tự chủ ban đầu cho đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc. Lễ hội năm nay được tổ chức nâng tầm cao hơn so với mọi năm. Theo đại diện ban tổ chức, các thư tịch cổ ghi nhận anh hùng Khúc Thừa Dụ quê ở Trang Cúc Bồ, đất Hồng Châu, nay là xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là một hào trưởng thuộc dòng họ lớn, lâu đời, có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội thời đó. Khi biết tin triều đại nhà Đường sụp đổ, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp lực lượng tập luyện ngày đêm, tích trữ lương thực chuẩn bị cho việc giành chính quyền, quyết định vận mệnh cho đất nước ta. Năm 905, sau khi tên tiết độ sứ Độc Câu Tốn, một quan chức nhà Đường được giao đô hộ nước ta tại đất Giao Châu, bị triệu hồi về nước. Ngay sau đó, Khúc Thừa Dụ đã đem toàn bộ lực lượng lấy lại thành Tổng Bình, Đại La, tức Hà Nội ngày nay, tự xưng tiết độ sứ, rồi dần dần khiến chính quyền đô hộ nhà Đường ở các địa phương lần lượt tan rã. Đây là dấu son tạo nên nền móng quyền tự chủ ban đầu cho đất nước ta. Năm Đinh Mão 907, anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai ông là Khúc Hạo lên kế tục sự nghiệp của cha. Để tri ân công lao to lớn của anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang đã quan tâm đầu tư xây dựng khu di tích gắn với cuộc đời sự nghiệp của ông trở nên khang trang và bề thế. Lễ hội năm nay bên cạnh phần lễ, phần hội được đặc biệt chú trọng. Thì phần hội có đặc sản là đánh pháo đất, đấy, có đặc sản về kéo co, các cái trò chơi, cờ tướng, đấy, và bây giờ có thêm các cái hoạt động về thể thao hiện đại nữa. Nhưng mà có một cái điều rất đặc biệt là trong chương trình lễ hội thì không thể thiếu cái bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương ở đây. Và chính vì thế cho nên các đội văn nghệ trong xã người ta cũng dàn dựng các cái hoạt cảnh ca ngợi về công đức của Tam Chúa họ Khúc là Tiên Chúa Khúc Thừa Dụ, Trung Chúa Khúc Hạo và Hậu Chúa Khúc Thừa Mỹ. Và tất cả các chương trình đó đã được xây dựng ở các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật, và năm nay thì nghệ thuật rất là đặc sắc. Trong khuôn khổ lễ hội, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề của các xã thị trấn trong huyện cũng được trưng bày, giới thiệu đến du khách và nhân dân. Nổi bật trong đó là các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của vùng đất Ninh Giang, Hải Dương. Chúng em là người con quê hương tại địa bàn Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương. Đồ gỗ của chúng em là dựa trên những chất liệu quý nhất của Việt Nam mình, gồm nó như thế là gỗ chắc, gỗ hương thuộc loại quý hiếm. Và chúng em là người địa phương mong muốn cái sản phẩm của chúng em là được đưa tới người tiêu dùng biết được cái thương hiệu của chúng em. Đền thờ Khúc Thừa Dụ tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hiện thờ ba vị anh hùng dân tộc họ Khúc là Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Hạo và Khúc Thừa Mỹ. Năm 2015, khu di tích đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Cũng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và ngày Di sản Việt Nam, triển lãm thư pháp quốc ngữ, nghiên bút còn thơm, trưng bày 101 tác phẩm thư pháp nhằm tăng cường nhận thức của công chúng về giá trị của thư pháp trong bối cảnh hiện đại đã được tổ chức tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Triển lãm nghiên bút còn thơm có nội dung các tác phẩm thư pháp được lấy cảm hứng để viết và sáng tác từ các tác phẩm thơ văn quốc âm bằng chữ Nôm và quốc ngữ của các danh nhân trong lịch sử và văn học nước nhà. Đặc biệt, triển lãm còn gây ấn tượng với du khách bởi không gian ngập tràn sắc màu và ánh sáng. Thay vì xem và đọc những con chữ, công chúng có thể tương tác với tác phẩm bằng cách xem và cảm nhận thông qua ấn tượng thị giác. Với 101 tác phẩm được trưng bày của 15 tác giả đến từ ba miền Bắc Trung Nam, có 70 tác phẩm chính thức mang những nội dung, ý nghĩa, ý tưởng nghệ thuật cụ thể và 41 tác phẩm nhỏ được lựa chọn ngẫu nhiên trong quá trình sáng tác chuẩn bị cho triển lãm của các tác giả. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.